Vâng, xin chào tất cả các anh chị em và các bác chơi audio. Thì hôm nay em lại về tiếp một cặp loa nữa. Sau đây là cũng là quay video này là để gửi tới bác khách ở Hải Phòng luôn. Bác đã có đặt em một cái cặp loa Bose 464 này. Thì hôm nay loa về đây rồi. Góc kia em có một cặp nữa thì cũng có bác khách ở Hà Nội đã đặt tiền. Và sang tuần thì em cũng sẽ chuyển cả đôi kia và đôi này về. Nó đi sau đây em sẽ xin được mở thùng loa này. Và các bác cũng là để gửi video này tới các bác khách ở Hải Phòng luôn. Xin mời các bạn và các bác cùng xem với em. Chiếc thứ hai ạ. Họ đóng gói bọc dán rất là cẩn thận luôn. Rất là nặng các bạn. Mỗi một chiếc này là mỗi một chiếc loa này nặng là 20 cân. Cặp là 40 cân ạ. Đó, để họ bọc rất cẩn thận, họ dán phía mặt trước tránh bị vỡ hỏng cái căng này, họ dán luôn cả cái miếng cắt tông để chống bị vỡ. Rất con dao này. Về kèm theo cả chân đế nữa nhá. Chân đế của nó thì thôi em xin phép là không tháo ra nữa. Chân đế của nó thì vẫn để thùng trong thùng vứt ở phòng bên kia. Em sẽ chỉ tháo ra là thôi ạ. Chúng sóc rất là cẩn thận. Đó. Chiếc này về đẹp kinh tương luôn. Đó.
chiếc rồi, này là chiếc thứ hai. Quên mất nhỉ, xong rồi tôi ra tí không nha, cho nó đỡ buồn. Thì hiện tại bên Nhật cũng khá là muộn rồi các bạn. Đây, tại bên Nhật bây giờ cũng là 21:17 tối rồi. Tối muộn rồi đấy. Nhưng mà vì là hàng chuẩn bị ngày mai là phải gửi đi thôi, nên là tối nay là phải kiểm tra ngay. Đẹp long lanh luôn ạ. Vâng, và bây giờ thì em đã khui xong cặp Bose 464 này rồi. Đây là cận cảnh của chiếc loa. Phía trên lóc nó nhìn rất đẹp các bác nhá. Nhìn bóng luôn. Cũng đây có hơi một chút xước ở đây thôi. Nhìn ê căng của các cái cạnh của loa rất là đẹp. Các tuyến loa nó cũng rất là đẹp. Còn nguyên bụi bẩn luôn. Thì em cứ để như thế này và gửi về cho bác, chứ em cũng không dọn dẹp vệ sinh gì cả. Gọi là gửi cho bác một chút quà bụi Nhật Bản về làm quà. Gửi cho một chút bụi Nhật Bản về làm quà. Đây nó cũng bẩn một chút nha. Cái này thì có thể nó lon đi, nó sạch là bác này. Chứ đây không phải là xước đâu. Đó. Đây là phía đằng sau của loa. Nói chung là em này và em kia thì hai em là đều đẹp như nhau. Người tám lạng và thằng lửa cân. Đó. Bây giờ em sẽ thử lật dưới đáy của nó lên nha. Này thì có số series là 2110039. Đó. Đó. Em này có số là 2110010. Cái chân đồng và cái cặp cầu nối là có, nó rất là sáng và đẹp. Bạn nha.
Đó. Vâng, em xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo.